Địch Ngày Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Chi tiết tử vi sự nghiệp tuổi Sửu 2019, tự tin phát huy năng lực và gặt hái thành quả xứng đáng. Xem tử vi tuổi Sửu 2019, tử vi sự nghiệp tuổi Sửu năm 2019 có nhiều điểm sáng bất ngờ, bản mệnh thoát khỏi năm phạm thái tuế, vận khí ngày càng hanh thông. Tổng quan tử vi sự nghiệp tuổi Sửu năm 2019. Xem tử vi 2019 của người tuổi Sửu, kỷ thổ lộ xuất tỷ kiên, sự nghiệp trong năm mới còn có cả chính tài hỗ trợ. Có thể nói các mức độ đãi ngộ trong năm nay của con giáp này sẽ được tăng lên nhiều lần, đi cùng với nó là những thành công mà bản mệnh giành được. Có điều, để có được những lợi ích đó, bản thân tuổi Sửu phải trải qua nhiều khó khăn vất vả. Cấp trên bên ngoài tỏ ra quá ưu ái nhưng luôn âm thầm theo dõi, không tạo áp lực để con giáp này có thể thoải mái phát huy năng lực của mình. Song bản mệnh cần tuân thủ pháp luật, có thế thì mới hưởng được phúc lộc dài lâu. Nếu có ý định đầu tư hoặc hợp tác dự án nào đó thì tốt nhất con giáp này nên lựa chọn các dự án liên quan đến thủy lợi, thủy sản, ẩm thực. Tuổi Sửu đi theo con đường này thì sẽ dễ giành được thành công hơn. Nhưng dù làm gì thì cũng khó tránh khỏi vất vả ngược xuôi, thậm chí có khi còn phải đi lại rất nhiều, khó có thể dừng chân ở nơi nào rất lâu. Tử vi sự nghiệp của tuổi Sửu 2019 cũng nhấn mạnh, trong năm không có dấu hiệu rõ ràng cho thấy việc tăng tiến sẽ đến, nhưng mối quan hệ của bản mệnh với cấp trên sẽ luôn rất tốt, tạo nền tảng vững vàng cho con giáp này phát triển sự nghiệp. Biến động vận trình sự nghiệp năm 2019. Theo lịch ngày tốt, vận trình sự nghiệp 2019 của tuổi Sửu có đường phù trợ lực, các tinh này tượng trưng cho năng lực lãnh đạo, thế nên bản mệnh có thể thoải mái thể hiện tham vọng và quyền lực của mình. Khác với tử vi từ sự nghiệp của tuổi Sửu 2018, với những ai đứng trong hàng ngũ lãnh đạo thì việc quản lý sẽ khá trôi chảy, dù là quản lý kinh doanh hay quản lý nhân sự thì đều đạt được hiệu quả cao. Nếu con giáp này chỉ là nhân viên bình thường thì đường phù vẫn có tác dụng tốt khi mà giúp bản mệnh có cơ hội thể hiện khả năng lãnh đạo của mình, nhờ thế mà có cơ hội tiếp quản những công việc mới. Đường phù cát tinh còn có lợi cho người theo nghiệp võ, làm những công việc như bộ đội biên phòng, công an, bảo vệ. Nếu có ý chí, có tham vọng thì có thể thử theo đuổi những công việc đó, biết đâu sẽ có được thành quả không tồi. Theo tử vi tuổi Sửu 2019, bản mệnh nếu còn đang trong giai đoạn khởi nghiệp, đổi nghề hay tạm dừng để chờ thời cơ thì nên thận trọng bởi sức công phá của thiên cẩu, phi liêm là rất lớn. Những hung tinh này thường gây ra những tai họa bất ngờ, bản mệnh gặp được những chuyện ngoài mong muốn như vốn tồn đọng, tập thể thiếu đoàn kết, bị đối thủ cạnh tranh không lành mạnh. Nên có những kế hoạch đối phó sẵn sàng, đồng thời rèn cho mình khả năng ứng phó trước những biến động lớn. Còn nếu người tuổi Sửu đang đạt được những bước tiến tốt trên con đường sự nghiệp thì đừng vội mà dừng lại, hãy tiếp tục phấn đấu. Dù là chuyện lớn chuyện nhỏ gì thì cũng đừng lơ là, nên cẩn thận trong từng chi tiết nhỏ, chớ thất bại phá hoại vận trình. Từ xem tử vi khoa học, đường phù cát tinh có thể giúp cho giới công nhân viên chức có cơ hội thăng lương tăng chức. Trong đó, hung tinh lại cản trở nên con đường, bản mệnh cũng phải chống chọi với nhiều sóng gió to lớn đấy. Nếu có ý tưởng mang tính đột phá thì chớ nên tùy tiện nói cho người khác, đề phòng kẻ tiểu nhân nâng tay trên, cuối cùng chỉ mình là người chịu thiệt thòi. Tử vi sự nghiệp theo từng tuổi Sửu. Tử vi sự nghiệp tuổi Kỷ Sửu 2009, tích lịch hỏa. Trong năm Kỷ Hợi, bản mệnh được đường phù cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ, học hành tiến bộ, thi cử đỗ đạt cao. Tuy nhiên, tâm tính bản mệnh thay đổi liên tục, càng ngày càng có xu hướng bướng bỉnh, khó bảo nên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, xung đột với cha mẹ, anh chị em trong nhà. Tuổi này cần được phụ huynh định hướng rõ ràng. Hơn thế, cần phải được chia sẻ động viên kịp thời, tránh để trẻ em nảy sinh tâm lý ngỗ ngược, làm chuyện xấu hại chính bản thân mình vì nghe lời xúi dục dụ dỗ của kẻ xấu. Tử vi sự nghiệp tuổi Đinh Sửu 1997, giản hỏa thủy. Tử vi bước sang năm Kỷ Hợi, công việc của Đinh Sửu có được sự khởi sắc nhất định. Bản mệnh được cục diện tương sinh thái tuế hỗ trợ,
gặp thời gặp vận, sớm tìm được công việc theo đúng chuyên môn và đáp ứng đúng mong muốn về mức độ đãi ngộ, tăng lương, thăng trưởng. Tuổi Đinh Sửu chủ động, xông xáo trong công việc, sự nghiệp ngày càng có nhiều cơ hội thăng tiến. Hãy cứ chăm chỉ làm việc với tinh thần hết mình, ham học hỏi, chẳng mấy chốc bản mệnh sẽ có được vị trí mình mong muốn. Với những ai đang có ý định học chuyên sâu hoặc học thêm chuyên ngành mới, hãy tranh thủ thời gian này để tiến hành càng sớm càng tốt. Đường phù cát tinh đầu tư thúc đẩy quá trình sáng tạo, nhạy bén học hành tấn tới, sớm gặt hái kết quả tốt. Tử vi sự nghiệp tuổi Ất Sửu 1985, Hải Trung Kim. Trong năm 2019, công việc của người tuổi Sửu có khá nhiều biến động, dự báo đa phần là những biến động mạnh. Đó có thể là sự thất bại, giáng chức, chuyển công tác, thay đổi tính chất công việc, cũng có thể là sự thành công với mức độ rực rỡ hơn, con đường thăng tiến ngày càng rộng mở. Điều đó phụ thuộc phần lớn vào sự nỗ lực và tinh thần cầu tiến của bạn. Với những ai đang giữ chức vụ quản lý, lãnh đạo, 2019 sẽ là năm nhiều thách thức, song hành cùng cơ hội. Tầm nhìn của bạn được mở rộng rất nhiều qua từng trải nghiệm thực tế. Hãy không ngừng học hỏi để tích lũy kinh nghiệm, quản lý và tạo sự đổi mới cho chính mình. Như vậy sẽ không bị tụt hậu so với lớp trẻ hơn. Tử vi sự nghiệp tuổi Quý Sửu 1973, tang đố mộc. Tử vi tuổi Quý Sửu năm 2019 không có quá nhiều biến động về phương diện sự nghiệp. Vận trình quý nhân kém, trong khi đó lại tiểu nhân hoành hành, năng lực của bản mệnh có hạn, làm gì cũng phải thận trọng tính toán kỹ càng mới tránh được thất bại. Trong năm Kỷ Hợi, bản mệnh có xu hướng hài lòng với những gì mình đang có, với vị trí công việc hiện tại nên cũng không quá tham vọng. Vì lẽ đó, bạn vừa làm vừa để cảm nhận niềm vui trong công việc, tinh thần thoải mái, tự tại. Có điều, dấu hiệu kiện tụng, thị phi trong năm khá rõ ràng. Tuổi Quý Sửu nên thận trọng khi ký kết giấy tờ, hợp đồng, tránh tình trạng sai một ly, đi một dặm. Tử vi sự nghiệp tuổi Tân Sửu 1961, Bích Thượng Thổ. Được cục diện tương sinh thái tuế hỗ trợ, vận khí của tuổi Tân Sửu ngày càng ổn định và khởi sắc, hứa hẹn một năm nhiều niềm vui trong công việc. Với những ai vẫn ấp ủ tham vọng phát triển sự nghiệp, nhân lúc vận khí tốt có thể mưu cầu đại sự, đôi khi sự liều lĩnh ở độ tuổi này mang về cho bản mệnh kết quả hoàn toàn bất ngờ. Có điều, những dự định liên quan đến tài chính, tiền tệ, bản mệnh phải hết sức thận trọng. Chớ nghe lời dụ dỗ ngon ngọt của kẻ xấu mà tiền mất tật mang, bị lừa gạt nghiêm trọng, ảnh hưởng cả uy tín, tổn thất về tiền bạc. Hóa giải phong thủy phát triển sự nghiệp. Thoát khỏi năm phạm thái tuế, vận khí của tuổi Sửu dần khôi phục và hanh thông. Để tạo bước đột phá mới về sự nghiệp trong năm 2019, ngoài việc tự mình nỗ lực phấn đấu không ngừng, bản mệnh có thể ứng dụng phong thủy phi tinh vào đời sống, công việc hàng ngày. Cửu cung phi tinh 2019 có tứ lục văn khúc tinh bay vào hướng chính Bắc, tinh tú này chủ về khóa cử, công danh, bổng lộc. Còn lục bạch vũ khúc tinh bay vào hướng chính Đông, chủ về quan vận địa vị, quý nhân phù trợ. Đây được coi là hai phương vị vượng vận khí trong năm Kỷ Hợi. Nếu được sắp xếp, bài trí phong thủy hợp lý sẽ thúc đẩy vận khí hanh thông, học hành thi cử tấn tới, công việc thuận lợi, nhiều cơ hội tăng tiến. Theo đó, ở hướng chính Bắc ngôi nhà hay nơi làm việc, người tuổi Sửu nên bài trí vật phẩm phong thủy có hành mộc hoặc thủy để trợ lực cho khoa cử. Công danh bổng lộc thích hợp nhất là biểu tượng bút lông, bút văn xương khơi nguồn trí tuệ. Còn ở hướng chính Đông, bản mệnh nên bổ sung thêm các vật phẩm khai vận mang ngũ hành kim hoặc thủy để lục bạch cát tinh phát huy công lực mạnh mẽ nhất, hỗ trợ cho con đường thăng quan tiến chức. Đó có thể là biểu tượng tháp văn xương, voi vàng phong thủy, tỳ hưu phong thủy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đừng quên đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.